Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phan Minh Vlog. Rất vui mừng được gặp gỡ và chia sẻ với các bạn. Hôm nay mình lên đây chia sẻ với các bạn với đề tài là đi tham quan căn hộ của dự án Boulevard Kia Bãi tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là căn hộ của dự án có giá khoảng từ 3,2 tỷ tới 3,5 tỷ luôn thuế đó các bạn. Thì nó cũng có nhiều nhiều loại, nhiều diện tích khác nhau. Như nó là có diện tích 50,53 m², diện tích 56,57 m² và diện tích 70 m², và diện tích là 76 m². Có nhiều diện tích khác nhau, nhưng mà giá cả khoảng tầm chừng 36 tới 43 triệu một mét vuông, tùy ở vị trí khác nhau. Cái view mà đẹp, vị trí đẹp thì là giá là cao hơn, còn căn nào nằm ở phía trong view không đẹp thì giá nó thấp hơn. Do đó là tùy diện tích và tùy cái vị trí view đẹp pha xấu thì giá cả nó cũng có chênh lệch nhau, chứ không thống nhất là căn nào cũng như căn nào và cứ diện tích nhân lên là giá như nhau. Do đó mình mới nói rằng cái giá của nó khoảng từ 36 tới 43 triệu một mét vuông là lý do tồn tại đó chỗ đó. Thì hôm nay mình đi xem nhà mẫu, vì đây là dự án xây cũng cắt nóc rồi, mà hoàn thiện thì còn khoảng 18 tháng nữa các bạn. Do đó hôm nay mình vào mình xem, có thể là hộ cho một người bạn có ý định muốn mua, thành ra mình xem trước các bạn. Như vậy mời các bạn xem video mình quay lại buổi đi xem nhà mẫu nha các bạn. Dự án này kêu kia 70 ha, kia 7 ha, 17 Boulevard. Mặt là mặt của Nghĩa Hưng ha. Nguyễn Lương Bằng mà sao mà làm nhỏ quá, chắc có lẽ người ta thích uống Nghĩa Hưng nhiều. Đây làm nhỏ quá. Thiết kế có ý đồ hết chưa? Cái view của Nghĩa Hưng nó đẹp. Anh thấy cái view nào đẹp đâu, thiết kế đó nhiều. Nam nhìn xuống nhà bè. Tụi
đứng hướng nam là mát nhất, chứ hướng bắc nhiều khi người ta cũng kiêng kỵ phải không, ta không thích hướng bắc, thích nhất là hướng nam, nó mát thôi. Hướng bắc là chỉ có mát thôi, nhưng mà hướng nam thì là nó khoái hơn. Có nhiều người hợp hướng bắc hơn. Các vật tư và thiết kế thôi, cái gì đó. Còn nhìn bản vẽ thì ra hết y chang luôn. Mà người ta nói còn tháng 31, 32 mở cửa vô. Cửa khóa đầu cũng bình thường chứ không có tự động à? Không có từ hả? Khóa từ phải không? Nhưng mà có cái vào mới vào cái tập cái bếp đó. Là thiết kế bếp ở trước không ạ? Để nó mở cửa ban công mỗi tháng luôn. Ví dụ như vợ đang nấu ăn đây, chồng ở đây coi TV con cái rồi đó. Nhưng mà có cái là khách khứa vô rồi gặp cái bếp kỳ. Bây giờ vậy ví dụ như căn hộ khách sạn, ví dụ mà nhiều người là phải chuẩn bị nấu nướng đồ trước đi, rồi dọn ra sẵn đi, rồi dẹp bếp khách tới thì được. Chứ là mới vô mà chưa có gì còn phải nấu nướng mà bếp thì thật cũng ngại. Và nó bàn giao thực tế có cái gì? Dạ, bàn giao thì mấy cái phần rồi không dính tường đó là không bàn giao, lại nội điện tử mình tự sắm, bàn ghế tự sắm luôn. Ví dụ cái tường là bên con bàn giao cái sân nước đó nhá. Bàn giao tường sân nước. Dạ. Bàn ghế thì đây cũng là cái gợi ý thiết kế. Biết rồi. Bàn bếp thì bên con giao tủ bếp sân để dưới. Giao cái kệ bếp có ha không? Cái bếp có dưới có. Học ở đó bờ bàn là có, học dưới có hết ha. Và mình chỉ sắm đồ điện thôi. À, mình chỉ sắm bếp rồi bỏ vô thôi ha. Dạ. Cái này không có phải không? Đây được cái lau da xong phơi này chút. Được không? Nó rộng. Mình phơi đồ thoải mái luôn á. Mình làm cái dạng trẻ hôn cho này phơi đồ. À, cái lô da phơi quần áo mà cũng phải làm cửa nữa à? Dạ. Tại vì quay qua hướng này mà nếu làm cửa, không làm cửa không đẹp ha. Ở làm cửa phần này đẹp mà. Mình có thể để đồi ngồi đây cũng được. Không, như vậy chắc lẽ dọn cái chỗ đó để cho ổ xin nữa được. Cái công tắc điện. Tắc điện cái màu nó cũng màu vàng gold đẹp mà. To thế hả? Dạ. Tắc to thế. Đây là cái toilet ở ngoài. Toilet này mình bàn giao full hết luôn. Trong này luôn. Các món hàng của Toto Nhật Bản. Đây cái gương này có gì đâu. Điều khiển tự động mà. À, có gương, có đó là bấm đèn lên cái gì. Tắm đứng rồi đó, giao phun luôn. Rồi, cũng đẹp. Đẹp á. Giao hết toàn bộ căn thiết bị, gồm có là bồn rửa tay, toilet, phòng tắm, đầy đủ hết. Được. Đây là dao phun hết ha. Tắt là bấm đây tắt phải không? Dạ. Cái này mình có phòng ngủ một phòng nhỏ, phòng lớn đây, phòng nhỏ nè. Và đây mình gửi thiết kế thì là có thể làm phòng khách, phòng làm
biệt luôn. À. Mình có thể muốn làm phòng ngủ thì mình mua giường thôi. Ừ, rồi. À, ở đây là đang là thiết kế phòng làm việc phải không? Ở đây khoan thiết kế phòng làm việc, nhưng mà thật sự bây giờ mình không có làm việc thì mình làm phòng con cái, con nhỏ. Cái chỗ tivi đó là chừa cái lỗ phải không? Dạ. Hay là chờ phụ cho luôn? Nó chừa chừa cái lỗ cho đó. Còn bên vậy lắm. Đây phòng ngủ gồm có chừa khoảng trống thôi à. Đúng rồi. Tủ âm. Tủ kính bây giờ cái này làm cũng không có bao nhiêu tiền. Thấy nhìn mình là nó mấy cái vách là âm hết rồi. Mình chỉ cần dán vô thôi. Còn cái toilet đây. Là hai được hai cái toilet full không? Phòng master. Không phải sử dụng gì hết. Phòng bên kia để khách người ta đi, phòng kia đi. Đúng rồi, tôi cũng thích để nó về. Không có hai vợ chồng thì phải có con tòa tết riêng. Dạ. À, ăn ở dơ dãi thì rắn ngửi. Tự vệ sinh đấy. Hôm nay bữa nào bạn bè à, phòng khách này bạn bè lui tới thì đảm bảo 8 người thôi, tới 10 người thôi chứ không hơn được. Hơn nữa thì mời đi khách sạn. Bạn bè nhộn nhịp thì ngồi dưới thấy vui hơn đó. Đó thì 8 tới 10 người thôi. Thì cũng như mấy cái salon mình ngồi dưới. Hơn 10 người đó. Bên nhà con như thế này nè, 10 mấy người đó. 10 người là vừa, 10 mấy người thôi chặt. Mình dọn bàn ghế hơi gọn gọn xíu là vậy là cái giá thành căn này là cái 3,2 phải không? 3,2 thì mình đặt trước tỷ mốt mà 50 triệu xong rồi mấy ngày xong là 3,4 mốt. Nói tỷ mốt thôi chứ không nói chuyện đó. Nhưng mà thấy cũng sắm cất nóc rồi mà tới 18 tháng nữa không hoàn thiện lần hả? Đâu cái phần này mà trang trí nội thất nó lâu. Thưa các bạn, nội dung chia sẻ hôm nay mình đến đây đã kết thúc. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong việc làm YouTube và luôn luôn là ủng hộ mình, xem video của mình. Cảm ơn những người thầm lặng luôn đứng phía sau mình, ủng hộ và giúp đỡ mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn lại các bạn video sau nhé. Xin chào các bạn.